Video này hướng dẫn cho các bạn sử dụng hộp thoại format Excel trong cái chương trình Office Excel 2007. Trong bài học thứ hai, tính trung bình, tính cao nhất, tính thấp nhất và định dạng bảng với dạng doc. Ở trong cái đường link này các bạn download về để tìm hiểu, hoặc dưới dạng PDF các bạn download đường link này. Ngoài ra các bạn cũng có thể download cái video hướng dẫn để tìm hiểu bài 2 là định dạng và tính các công thức hàm. Các bạn có thể download bài tập về để thực hiện trong bài viết 2 này và cái chương trình download EDM 518. Bây giờ tôi download bài tập về để thực hiện. Bài tập 2. Nhấp vào đây. Download bài tập. Nhấp vào đây. Tôi nhấp phải lên cái chương trình, cái host media file này, và tôi chọn download VIP IDM. Tôi nhấp cái nút browser để tôi chỉ định nơi lưu là desktop, và tôi đặt tên là bài tập 2. Tôi nhấp save và tôi nhấp start download để bắt đầu download về. Nó download xong, tôi đóng cửa sổ lại, đóng cái chương trình, cái host media file này lại. Tôi vừa download xong bài tập 2, tôi đặt tại desktop. Bây giờ tôi nhấp nó lên. Tôi đang sử dụng cái chương trình Microsoft Office 2007. Cái hộp thoại format Excel dùng để định dạng các bài tập. Bây giờ tôi nhấp cái thẻ format nằm ở trong cái thẻ table, thẻ Homer và nhóm Excel. Tôi nhấp format và tôi nhấp lên format Excel. Nó hiện ra cái hộp thoại format Excel. Trong này nó có thẻ number dùng để chọn lựa number các cái tính chất về liên quan đến số, và tôi nhấp thẻ alignment và để canh chỉnh cho nó thẳng hàng. Tôi nhấp thẻ phong để chọn phong và chọn kiểu, chọn size và chọn màu. Tôi nhấp border để chọn được kẻ viền, kẻ dùng khung ngoài, kẻ trong, và đổ màu film protection bảo vệ. Ở đây bây giờ chúng ta học cái thẻ border. Tôi nhấp lên cái thẻ border, hướng dẫn cho các bạn sử dụng thẻ border. Bây giờ ở đây là không tạo đường viền, ở đây là tạo đường viền ngoài và tạo cái nét, những cái nét nằm ở trong cái bảng tính. Đây line style các kiểu đường kẻ từ đơn giản đến dày đến gấp đúp. Và khi cái đường viền này là bạn muốn đường viền trên, đường viền dưới, đường viền xéo, đường viền ngang nằm ở trong đây. Nhấp vào đây để chọn màu. Như vậy bây giờ trước khi mà tôi định dạng cái tiêu đề thứ nhất là bản dự trù vật tư Touré
chọn dùng từ đây đến đây, giới hạn nằm ở trong bảng, và tôi nhấp nút Merge Center, tôi nhấp lên và tôi chọn Merge Center và tôi đã trộn các ô lại, và tôi nhấp chọn Center là nó nằm giữa. Bây giờ tôi cho màu, tôi nhấp vô cái nút Fill Color, Foam Color, và nếu tôi cho màu nền thì tôi nhấp màu nền. Bây giờ tôi định dạng tạo border cho cái bảng tính dưới đây, thì tôi tạo cái dụng chọn cho cái bảng tính và tôi mở, tôi nhấp format, tôi chọn format cell, nó hiện ra bảng format cell và tôi nhấp thẻ border. Bây giờ tôi muốn tạo cái đường viền phía ngoài thì tôi chọn cái nét đôi và tôi nhấp outline, tôi chọn màu xanh, ok. Về bây giờ tôi chọn đường kẻ trong, tôi nhấp đường mảnh này, tôi nhấp màu đỏ và tôi nhấp inside, nó đã hiện cho tôi thấy ở trong, tôi nhấp ok. Ở đây tôi chọn ở giữa và tôi đổ màu tôi chọn vòng tròn và tôi đổ màu. Tôi nhấp phía ngoài thì nó sẽ hiện ra những cái tôi đã chọn lựa trước đó. Đó là cách sử dụng cái thẻ border. Ngoài ra, đó là một cách là bạn sử dụng cái hộp thoại để tạo border cho cái bảng tính. Nhưng bạn cũng có thể tạo border bằng thanh công cụ border. Tôi chọn dùng chọn đây thanh công cụ border, khi nhấp lên thì nó sẽ hiện ra tạo border và kẻ border, và nhấp lên đây thì nó sẽ hiện ra cái hộp thoại format cell hồi nãy. Trong cái khung border này, border bottom là bảng kẻ, cái đường kẻ dưới, top border là kẻ đường rẽ trên, kẻ đường bên trái, kẻ đường bên phải, không tạo khung gì cả, tạo tất cả các khung, nhấp vào đó. Cái nút này thường xài hoặc là tại tạo khung viền phía ngoài, tạo cái đường viền cho nó dày. Tạo đường kẻ đôi ở dưới đáy, tạo đường kẻ dày ở dưới đáy, tạo đường kẻ ở trên và đáy khung, tạo đường kẻ trên và đường kẻ đáy, đường viền kẻ dày, đường kẻ trên và đường kẻ dưới nét đôi. Và bạn sử dụng row border để bạn kẻ. Và
bạn có thể bôi bằng cục gôm tẩy này, bạn tạo đường kẻ lưới và bạn tô màu đường kẻ và bạn chọn kiểu đường kẻ. Còn nhấp dưới đây thì nó sẽ trở ra cái hộp thoại format cell như lúc ban đầu. Có hai cách. Một là bạn nhấp nút center này để điều chỉnh cho vị trí trung bình. Tôi nhấp cái này để trả lời. Hoặc là tôi nhấp nút format cell và tôi nhấp thẻ alignment. Tôi chọn center, tôi chọn center, ok. Tất cả những chữ này nó đều nằm ở giữa. Tôi đổ màu. Đổ màu. Đó là cách sử dụng hộp thoại format cell. Sau khi tôi làm xong thì tôi nhấp nút cell và đóng cửa sổ lại. Tôi nhắc lại, đây là đường link của bài viết thứ hai dưới dạng doc và dạng PDF. Bạn xem video hướng dẫn của nội dung bài 2 và bạn download bài tập đường link này và bạn dùng với chương trình download EDM 5.18 tại đây. Chúc các bạn thành công.